Chào các bạn, chúng mình hôm nay sẽ cùng nhau kết gọi là một chú gà con. Mình có bạn thì đã comment với mình nói rằng mỗi khi mà dạy, trước khi dạy thì nên cho các bạn biết là phải dùng những hạt như nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi dùng bằng hạt, mình dùng bằng hạt 6 ly. Các bạn có thể dùng hạt nón hoặc là hạt tròn thông thường. Trong đấy chúng ta sẽ có dùng hai cái hạt màu đen, hai hạt màu hồng để làm má. Còn khoảng tầm 60 hạt vàng để làm thân. Và các bạn làm chân thì các bạn có thể làm một màu gì cũng được, nó khác màu đi tí. Như con này thì mình làm màu nâu, nhưng mà con này thì mình lại làm màu hồng. Bây giờ chúng mình cùng nhau đi kết nhé. Trước tiên các bạn, chúng ta vẫn chia làm hai dây này, dây trái và dây phải. Đầu tiên, dây phải của chúng ta sẽ sâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ sâu 6 hạt. Sau đó dây trái chúng ta chéo qua. Bây giờ dây phải của chúng ta tiếp tục sâu 4 hạt. Dây trái của chúng ta lại chéo qua. Cái này để làm móc khóa thì đẹp các bạn. Giờ dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái một hạt các bạn nhé. Dây trái tiến về bên trái. Có nhiều bạn vẫn hỏi mình là mới bắt đầu kết thì kết cái gì? Nếu mà lần đầu tiên các bạn mới kết thì các bạn tìm bài con lợn nhé. Con lợn là dễ kết nhất. Sau khi làm bài con lợn các bạn sẽ hiểu cái quy tắc đơn giản của nó nhất. Thì sau đó các bạn làm những con khác sẽ dễ hơn. Dây trái chúng ta tiến một hạt để dây phải của chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Con này mà kết, nếu mà kết thông thường bình thường ấy thì các bạn sẽ kết rất nhanh. Nhưng do mình hướng dẫn cùng các bạn nên là chúng ta sẽ đi từ từ để các bạn dễ hiểu nhé. Bây giờ dây trái của chúng ta lại tiến về bên trái một hạt. Dây trái tiến về bên trái. Thực ra con to hay con bé. Thì chúng ta cũng chỉ dùng là hạt to hay hạt bé thôi mà. Dây phải của chúng ta lại sâu 3 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Sau đó dây trái của chúng ta lại tiến về bên trái một hạt.
Làm con này thì các bạn lấy cước cho mình khoảng tầm mét rưỡi đấy. Bởi vì nhìn nó thế thôi nhưng mà nó tốn rất nhiều cước. Sau đó dây phải của chúng ta lại sâu 3 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây phải của chúng ta lại tiếp tục dây trái của chúng ta lại tiếp tục tiến về bên trái. Dây trái các bạn nhé, tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sâu 3 hạt. Chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Dây trái chúng ta lại tiếp tục chéo qua. Bây giờ dây trái chúng ta sẽ tiến về bên trái 2 hạt các bạn nhé, đoạn kết vòng đấy. Tiến về bên trái 2 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Đấy. Và bây giờ chúng ta dây phải của chúng ta sẽ sâu 1 hạt vàng, 1 hạt hồng và 1 hạt đen. Sau đó dây trái chúng ta chéo qua. Bây giờ dây trái chúng ta tiến về bên trái. Dây trái chúng ta tiến về bên trái 1 hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 1 hạt vàng. 1 hạt nâu. Sau đó dây trái của chúng ta lại chéo qua. Vì con này chúng ta làm cả đây. Chúng ta làm cả con nó chỉ có một lần dây thôi nên là chúng ta sẽ phải dùng cái dây cước rất dài. Chứ không như những con khác là chúng ta dùng đầu riêng, thân riêng thì nó không tốn, nó không phải dùng quá dài cước như thế này. Bây giờ dây trái chúng ta tiến về bên trái 1 bước các bạn nhé. Tiến về bên trái 1 hạt này. Dây phải của chúng ta
dây phải của chúng ta sẽ sâu. Một hạt vàng, một hạt đen. Sau đó dây trái lại chéo qua. Dây trái của chúng ta lại tiếp tục. Dây trái tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu. Một hạt hồng và một hạt vàng. Dây trái chúng ta chéo qua. Bây giờ dây trái chúng ta lại tiếp tục tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu. Hai hạt vàng. Dây trái chéo qua. Dây trái bây giờ chúng ta tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu hai hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái của chúng ta lại tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sâu hai hạt. Dây phải sâu hai hạt, dây trái chúng ta lại chéo qua. Dây trái chúng ta tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sâu hai hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sâu hai hạt. Dây trái chúng ta chéo qua.
dây trái chúng ta lại tiếp tục tiến về bên trái một hạt. Dây phải chúng ta sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta lại tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta lại sâu 2 hạt. Cái lỗ của cái hạt này nó bị bít các bạn ạ, nên là dây trái chúng ta chéo qua này. Bây giờ cái đoạn kết vòng, dây trái của chúng ta sẽ sâu tiến qua 2 hạt các bạn nhé. Đấy, nó bị bít nên là sâu qua hơi khó. Cái dạng hạt chai này nó thế đấy các bạn ạ. Các bạn dùng hạt nón thì không bao giờ bị. Sau đó dây phải chúng ta sâu một hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Giờ dây phải của chúng ta sẽ làm dây phải của chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái của chúng ta tiến về bên trái một hạt. Dây trái tiến về bên trái một hạt. Phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sâu 2 hạt. Dây trái sâu 2 hạt. Dây phải và dây trái của chúng ta sẽ tiến về bên trái một hạt.
dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái của chúng ta tiến về bên trái một hạt. Dây trái nhé các bạn, dây trái. Chúng ta cứ tiến thôi. Làm cái con này vì nó là chữ thập mà, nên là chúng ta cứ dây trái tiến dây phải sâu. Dây phải sâu 2 hạt, dây trái chúng ta lại chéo qua. Bây giờ dây trái chúng ta tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái của chúng ta này, các bạn nhìn này, dây trái nhá, đến đây này, dây trái của chúng ta sẽ sâu 3 hạt. Các bạn sẽ sâu 3 hạt chứ. Dây trái nhá các bạn nhá, nhớ là dây trái sâu 3 hạt. Sau đó dây trái sâu 3 hạt, sau đó dây trái sâu ngược lên cái dây này. Để làm cái phần tay đấy các bạn. Đó. Rồi dây trái chúng ta mới tiến về bên trái một hạt. Dây trái tiến về bên trái một hạt. Chính cái dây chúng ta vừa sâu 3 hạt đấy. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái của chúng ta lại tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái của chúng ta tiến về bên trái một hạt. Dây phải của chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chéo qua. Dây trái của chúng ta lại tiếp tục tiến về bên trái một hạt. Làm con này thì không khó nhưng nó cũng khá mất thời gian, bởi vì là nó đi chỉ đi vòng
4 thôi các bạn ạ, chứ nó không đi vòng 5, vòng 6 như những cái con kia. Đây là đi hình chữ thập mà. Dây trái chúng ta lại chéo qua. Dây trái chúng ta tiến về bên trái một hạt. Dây phải chúng ta sẽ sâu 2 hạt. Dây trái chúng ta sẽ chéo qua. Bây giờ đến đoạn này dây trái của chúng ta sẽ tiến 2 hạt các bạn nhé. Một. Hai. Dây trái sẽ tiến 2 hạt. Và dây phải của chúng ta sẽ sâu 1 hạt thôi. Dây trái chúng ta chéo qua. Dây trái chúng ta chéo qua. Các bạn nhìn. Dây trái của chúng ta sẽ sâu ngược lên trên cái hạt này nhé. Các bạn nhìn này, để chúng ta làm cái tay của chú gà mà. Đây. Đây các bạn nhé. Đấy, các bạn sâu ngược có lên. Sâu ngược cái dây này lên. Sau đó chúng ta sẽ sâu 3 hạt dây trái đấy các bạn nhé. Dây trái chúng ta sẽ sâu ngược 1, 2, 3. Chúng ta lại... sâu ngược lên. Để chúng ta được thêm một cái tay của chú gà. Để cho cái dây này nó xuống dưới thì chúng ta chỉ sâu ngược lại thôi. Sâu vào 3 cái hạt này cho nó xuống dưới. Thực ra sâu là để cho nó chắc hơn thôi các bạn ạ. Yeah.